cả mọi người, hôm nay Bích Ngọc sẽ hướng dẫn một bài nhảy Super Dance gồm 16 bước nhảy trên nền nhạc của bài hát Đã yêu xin đừng buông tay. Rồi, tổ hợp đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng bước Running Man và chân phải chúng ta sẽ là chân bước trước nhé. Chuẩn bị nào, bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Tập lại lần nữa nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, động tác thứ 2 chúng ta sẽ có 4 bước Wingle ở trên và 4 bước Wingle ở dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ tập Wingle ở trên trước nhé. 1, 2, 3, and 4. Rồi, cái nhịp 3 and 4 là cái nhịp đúp nhé. Chúng ta đang dừng ở chân phải phía sau. Bắt đầu. 1, 2, 3, and 4. Cả lớp tập lại một lần nữa và kết hợp thêm tay. Chuẩn bị nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, and 4. Rồi, cả lớp tập lại một lần nữa nào. 1, 2, 3, and 4. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập 4 bước Wingle và chúng ta sẽ lùi nhé. Chúng ta đang có chân phải khóa đằng trước. Bây giờ lùi chân phải. 1, 2, 3, and 4. Tập lại lần nữa nào, chân phải khóa trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, and 4. Hợp thêm tay. Bắt đầu. 1, 2, 3, and 4. Tập lại một lần nữa nào. Bắt đầu. 1, 2, 3, and 4. Rồi, sau đây chúng ta sẽ kết hợp hai động tác Wingle vào với nhau. Tiến lên trước nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, and 4. Lùi. 5, 6, 7 and 8. Cả lớp tập lại nào. Chuẩn bị. 1, 2, 3 and 4. 5, 6, 7 and 8. Tiếp theo chúng ta chuyển sang tổ hợp thứ 3, sẽ là bước chân phải ra trước và chân trái bước sang ngang. Đổi chân cũng như vậy. Chúng ta đang có nhịp khóa chân chân phải sau. Bây giờ đồng thời chân phải bước trước và chân trái bước sang ngang. Đổi chân trái bước thì phải bước sang ngang. Rất đơn giản phải không nào? Chúng ta đang khóa chân. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Cả lớp tập lại nhé. Đang dừng ở bước khóa chân. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Sau đây chúng ta sẽ ghép thành bài hoàn chỉnh gồm 16 bước nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chúng ta tập lại nào và tập chậm hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rất đơn giản phải không nào? Chúng ta tập lại một lần nữa nhé. Đang vui mà. Chuẩn bị nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tập lại một lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi, bài chúng ta kết thúc tại đây. Chúc mọi người tập thành công nha!